Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt triều cường, thì nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Nam Bộ, cụ thể là Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau, cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần sau. Theo đó, thời gian ngập sâu nhất có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giờ và từ 15 đến 19 giờ trong các ngày 15 tháng 12 và ngày 16 tháng 12 năm 2020. Mực nước ven biển Nam Bộ đang lên theo thủy triều và đỉnh triều tại ven biển Nam Bộ sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới và duy trì ở mức cao từ ngày 17 tháng 12 thì sẽ giảm dần. Đỉnh chiều cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35m vào rạng sáng ngày 16 tháng 12. Nửa cuối tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải chịu trận chiều cường kỷ lục với mực nước ngập lên đến 1,75m, tức là nếu đo thì sẽ ngập yên xe máy trong suốt 3 ngày, khiến giao thông tại thành phố ở một số nút hỗn loạn do mực chiều cường thường dâng cao vào buổi chiều, gây ngập từ 16 đến 20 giờ cùng ngày. Đây là mức ngập nước cao nhất từ đầu năm 2020. Sau những đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến đường giao thông, bờ sông trên địa bàn của Hà Tĩnh đã bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng của người dân. Thế nhưng công tác khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà kinh phí địa phương thì quá eo hẹp, ghi nhận của phóng viên tại Hà Tĩnh. Đây là tuyến đường độc đạo nối các thôn trên địa bàn xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện toàn bộ mặt đường đã bị nước lũ cuốn trôi, gây sạt lở hơn 500 mét. Chỉ còn một vài mét nữa là sạt lở đất sẽ tiến sát vào nhà dân, khiến cho bà con ngày đêm thấp thỏm, lo âu. Cuộc sống của người dân đây hầu như là phụ thuộc vào chợ đấy, chợ buổi các cửa hàng mặt hàng làm ra là đều qua chợ thông thương đi qua lại đây. Nhưng mà từ khi bị mấy cơn bão liên tục làm sạt lở như vậy, bị ách tắc không đi lại được. Do đó là toàn bộ các cái mặt hàng hoặc là cuộc sống của dân rất khó khăn. Mưa lũ cũng khiến cho bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Đức Giang, huyện Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào đất liền từ 5 cho đến 7 mét, kéo dài khoảng 4 km, uy hiếp trực tiếp đến cả trăm hộ dân sinh sống ven sông. Ngày xưa là sống ở ngoài kia, như cách đây 15-20 mét, chứ mà giờ nó càng ngày càng lở sạt dần. Giờ sẽ gần sạt nhà, một vài năm đây là sớm có nhà mở, mà đêm nó lụt lên nó chảy sân. Sạch sạch cũng thay chứ mà ngủ được, sợ sau này mất nhà có mơ. Mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện Vũ Quang xảy ra sạt lở nghiêm trọng qua đoạn qua xã Đức Giang và Ân Phú, làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống dọc theo bờ sông, uy hiếp đến tính mạng và người dân. Hiện nay nguồn vốn đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư để sớm người dân ổn định cuộc sống. Sau các trận lũ vừa qua, hàng loạt công trình trọng yếu giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã rất nỗ lực trong công tác khắc phục. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên nhiều công trình vẫn còn ngổn ngang, hư hỏng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong khi mưa lũ ngày càng diễn biến khó lường. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT, Tổng công ty đầu tư, Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ cao tốc để nâng cao an toàn giao thông. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhu cầu vận tải tăng cao thời điểm cuối năm và sẽ tăng cao hơn trong thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên chỉ đạo nhà thầu tăng cường quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, quét dọn mặt đường, sơn dặm vạch kẻ đường, lau biển báo hiệu, không để phát sinh hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đối với các dự án sửa chữa đang triển khai, đơn vị thi công phải huy động nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thực hiện, phải triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với các hư hỏng của công trình. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết các nhà đầu tư BOT, VEC và các nhà thầu nếu không thực hiện việc không đúng, không đầy đủ các nội quy về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kịp thời đúng quy định, không phát hiện kịp thời các hư hỏng, xuống cấp của công trình, không khắc phục kịp thời đối với các công trình đường bộ hư hỏng. Khi công trình đường bộ bị hư hỏng mà chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa, không có biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông dẫn đến tai nạn giao thông sẽ bị xử lý rất nặng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mới đây Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 6 biện pháp giảm ùn tắc nội khu sân bay Tân Sơn Nhất
Kế hoạch này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết năm 2021 tại cảng hàng không. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm thêm làn C để các hãng taxi đón khách, không chỉ đón khách tập trung tại một làn D như trước đây. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải đề nghị cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sớm bổ sung một làn C để các hãng taxi đón khách, tránh việc người dân đi bộ ra đường Trường Sơn để đón xe, gây ách tắc tuyến đường huyết mạch vào sân bay. Sở Giao thông Vận tải đề nghị bổ sung một ô tô dành riêng cho xe buýt tại làn B ga quốc nội, tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho khách trong sân bay. Tiếp theo, Sở Giao thông Vận tải đề xuất lắp đặt thêm 2 thang máy tại nhà giữ xe trước ngày 1 tháng 2 năm 2021. Sở này còn đề nghị lắp đặt hệ thống camera giám sát xe vi phạm tại tuyến đường nội bộ và chuyển dữ liệu cho cảnh sát giao thông để xử phạt qua hình ảnh. Sở Giao thông Vận tải đề nghị lãnh đạo sân bay sớm nghiên cứu phương án, đầu tư xây dựng cầu bộ, đường hành và đường hầm để kết nối giữa các ga quốc nội và nhà giữ xe, không xảy ra xung đột giữa người đi bộ và dòng xe di chuyển giữa các làn A, B, C và D. Cuối cùng, Sở Giao thông Vận tải đề nghị lập thêm lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ hành khách đón xe tại nhà xe. Vào tháng 5, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Cấp nước, Thoát nước và Môi trường thành phố Hà Nội đã động thổ gói thầu số 2 và số 3, dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Hiện tại, thì nhà thầu đang thi công gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao quanh sông Tô Lịch và cống chính, dài khoảng 22 km. Và sau khi hoàn tất lắp đặt hệ thống cống ngầm chạy dọc sông, thì nước thải sẽ được tách bỏ hoàn toàn và giải quyết dứt điểm nguồn gây ô nhiễm cho sông Tô Lịch. Đây là hệ thống cống thu gom nước thải để dẫn về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đang được các công nhân lắp đặt tại khu vực sông Tô Lịch, đường Nguyễn Đình Hoàn thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một trong những gói thầu quan trọng nằm trong dự án xử lý nước thải Yên Xá. Đây là một trong những dự án mà được kỳ vọng làm sống lại các con sông tại nội đô. Khu vực công trường nằm trên đường Nguyễn Đình Hoàn, một số đoạn hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch hiện đã hoàn thành xong công đoạn chôn ống và thi công trải bê tông làm hố ga. Hiện tại các công nhân đang làm kè bờ hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Thành phố đã lựa chọn một công ty của Nhật Bản triển khai gói thầu xây dựng hệ thống bao cho sông Tô Lịch. Các kỹ sư Nhật Bản sẽ trực tiếp thực hiện dự án với tổng tiến độ thi công dự kiến trong 48 tháng. Chúng tôi hiện triển khai 2 kỹ thuật viên thi công tuyến cống này. Đoạn đầu tiên này là đào mở, thi công khu vực cống đặt ở vị trí tương đối nông, từ 1,8 cho đến 4,3 mét. Một kỹ thuật nữa sẽ sử dụng phương pháp khoan kích ngầm. Khoan kích ngầm nghĩa là người ta sẽ đào một giếng đứng xuống và không phải đào mở như thế này, mà người ta sẽ kích ở bên dưới giống như hầm ngầm. Khoan kích ngầm chúng tôi dùng tổng cộng là 9 robot để kích cho các loại ống khác nhau từ 600 cho đến 2000mm. Được biết, tổng chiều dài của các tuyến cống thoát là 22 km, gồm 3 tuyến cống chính và các tuyến cống nhánh đấu nối thu gom nước thải. Về công nghệ khoan kích ngầm, đại diện nhà thầu cũng cho biết đây là công nghệ lần đầu tiên áp dụng tại Hà Nội, đảm bảo việc thi công các hạng mục cống thoát nước có độ sâu dưới 5 mét, không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, không cần giải phóng mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án. Những người lo ngại về kích thước đường ống hơi nhỏ, có lẽ người ta nhìn thấy những ống tuyến nhánh. Nhưng tất cả các tuyến nhánh sẽ tập trung vào những ống chính. Những ống chính đó thì có kích cỡ khoảng 2,2 mét, rất là to, nên tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Tất cả các công việc mà chúng tôi thi công đều chấp hành những cái thiết kế mà các chủ đầu tư đã phê duyệt. Hiện nay thì chúng tôi đang cố gắng hết sức để cùng với chủ đầu tư, tư vấn và các cơ quan hữu trách để đảm bảo đạt tiến độ như dự án đã đưa ra. Hệ thống gom nước thải dẫn về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là một trong 4 gói thầu xây lắp của hệ thống dự án xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội, khởi công vào tháng 10 năm 2016, đặt ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, có công suất là 270.000 mét khối một ngày đêm. Công trình này hứa hẹn sẽ làm hồi sinh các con sông nội đô.
Cuối năm cũng là khoảng thời gian mà các loại tội phạm liên quan đến việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng và vận chuyển trái phép các loại pháo có chiều hướng gia tăng. Do đó, công an các địa phương đã mở nhiều đợt cao điểm tăng cường công tác xử lý đối với các đối tượng có hành vi buôn bán sử dụng pháo nổ, ghi nhận tại Quảng Bình. Bị can Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1973, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về hành vi buôn bán vận chuyển 62 kg pháo. Số pháo này được đối tượng mua với giá 20 triệu đồng, định mang về bán để kiếm lời thì bị bắt. Mua về để sử dụng ba cái ngày lễ, ngày Tết á, đều là như là vừa bị cơ quan chức năng là bắt. Do cái việc là mua bán pháo là kiếm lợi nhuận cao nên các đối tượng thường hoạt động rất tinh vi. Về khi về nội địa, các đối tượng thường trà trộn vào các cái xe gia cổ của mình và buôn bán vào các ngày cuối tuần, nhất là ban đêm và các buổi lúc sáng sớm. Thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động nắm chắc tình hình về các địa bàn, nắm các quy luật hoạt động của các đối tượng, tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm và đường dây của các đối tượng. Thời điểm cuối năm, tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo diễn ra hết sức tinh vi và phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137 cho phép doanh nghiệp cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và thực hiện. Pháo nổ và pháo hoa nổ thì từ trước đến nay đã cấm triệt để, không được sử dụng. Trước những cái quy định này thì người dân dễ nhầm tưởng là cái pháo hoa là cái pháo mà lâu nay là những cái sản phẩm mà trôi nổi trên thị trường nhập lậu, cho nên là dễ dẫn đến những cái vi phạm, là cái nhân diện được rõ là cái các cái quy định cụ thể về pháo hoa nổ và pháo hoa để tránh cái sự nhầm lẫn gây ra những cái vi phạm cũng như là những cái hành vi phạm tội không đáng có. Hiện nay, công an tỉnh Quảng Bình đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi công ty trách nhiệm hữu hạn Grab về việc phát ngôn báo chí. Tổng cục Thuế yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab thận trọng phát ngôn khi đưa ra lời giải thích về người dân và lái xe về việc điều chỉnh tăng cơ cấu giá là do tác động của Nghị định 126, tránh tạo dư luận và xã hội hiểu không đúng về pháp luật của nhà nước về chính sách thuế. Theo đó, ngoài việc thận trọng phát ngôn khi đưa ra lời giải thích với người dân và lái xe về việc điều chỉnh tăng cơ cấu giá Grab để tránh đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động, tài xế lái xe tại Việt Nam để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và cùng phát triển. Nghị định 126 có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 12. Grab có động thái điều chỉnh tăng tỷ lệ khấu trừ tính trên doanh thu quốc xe đối với đối tác của GrabBuy tăng từ 23,6 lên 27,273%. Với GrabCar, mức khấu trừ mới là 28,364% và 32,841% so với mức 23,6% và 28,375% trước kia. Cùng với tăng chiết khấu, Grab cho tăng giá cước để bù lại mức tăng thuế